Zeno nói thế này với cậu thanh niên tán hiu tán vượn: "Chúng ta có hai tai và chỉ có một cái miệng, để ta có thể nghe nhiều hơn và nói ít đi." Trích Cuộc đời của những triết gia lỗi lạc của Diogenes Laertius. Nghe và nói đều là những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Chúng cần được học hỏi và rèn luyện một cách cẩn thận. Ta nên lắng nghe nhiều trước khi nêu quan điểm cá nhân, để ta có một cái nhìn rộng mở hơn về vấn đề. Người ta thường nói ít, nghe nhiều và làm nhiều hơn. Có những chuyện làm rồi mới nói, và có những chuyện làm rồi cũng không cần nói. Nếu bạn cần nói để chứng minh năng lực của bản thân, điều đó không có gì là sai. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc bạn đang cần sự công nhận của người khác, và nó cũng là một rủi ro.